một thứ gì đó để tiếp tục tạo ra thu nhập, đó là đầu tư. Các kênh đầu tư phổ biến là bất động sản, tài chính hoặc đơn giản nhất và khá phổ biến là mua lại hoặc xây nhà cho thuê. Nếu đầu tư thành công, bạn sẽ nhận được khoản thu nhập thụ động đều đặn. Nói cách khác, bạn dùng tiền để tạo ra tiền. Với hai nhóm bên trái, bạn sẽ dùng thời gian để đổi lấy tiền. Ngược lại, hai nhóm bên phải, bạn sẽ đổi tiền lấy thời gian. Nhưng điều khác biệt là thời gian này sẽ tiếp tục mang về tiền. Kết quả là nếu lựa chọn đứng bên trái, bạn chỉ có thể có tiền hoặc có thời gian, không thể có cả hai. Trong khi nếu bạn chọn đứng bên phải, bạn sẽ có cả hai. Bạn sẽ chọn bên nào? Với hai lựa chọn ở bên phải, nếu bạn không có sẵn một số tiền rất lớn để đầu tư, thì xây dựng hệ thống kinh doanh là phương án khả thi nhất. Tóm lại, để đáp ứng nhu cầu mục tiêu như thu nhập cao, có nhà mới, có xe mới, con cái được giáo dục tốt, có thời gian cho gia đình, đi du lịch khắp thế giới, có nhiều bạn bè mới, có thể giúp đỡ nhiều người khác, có tài sản lớn thừa kế cho con cái, thì phương tiện bạn nên chọn là xây dựng một hệ thống kinh doanh. Để xây dựng một hệ thống kinh doanh như Starbucks, KFC hay Trung Nguyên, bạn cần những gì? Nguồn vốn lớn, mặt bằng, nhân viên, chi phí cố định, kinh nghiệm, cạnh tranh khốc liệt, rủi ro, giới hạn về địa lý, về thời gian. Ngoài ra, theo thống kê của cơ quan quản lý doanh nghiệp nhỏ của Mỹ, cứ 100 doanh nghiệp thì sau 5 năm chỉ có 50 doanh nghiệp tồn tại, thêm 5 năm nữa sẽ còn 15 và sau 15 năm thì chỉ có 3 doanh nghiệp tồn tại. Còn ở Việt Nam, theo thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tỷ lệ doanh nghiệp đóng cửa sau 3 năm là 76,2%. Việt Nam chưa có các thống kê 5 năm, 10 năm và 15 năm, nhưng chắc chắn tỷ lệ doanh nghiệp tồn tại không thể cao hơn ở Mỹ, nghĩa là chưa đến 3% doanh nghiệp tồn tại sau 15 năm. Nhưng đừng để những số liệu trên khiến bạn tuyệt vọng. Nếu có một lựa chọn khác để xây dựng một hệ thống kinh doanh của riêng mình với vốn ít, chi phí cố định thấp, không cần mặt bằng, không cần thuê nhân viên, ít rủi ro, ít cạnh tranh, sản phẩm ứng dụng công nghệ độc quyền, không bị giới hạn về thời gian, không gian và mức lợi nhuận, bạn có muốn tìm hiểu thêm không?